Xin chào các bạn, nếu các bạn chưa đăng ký kênh thường chưa đăng ký để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án Scope Poppy. Để tham gia dự án này, muốn vào link dưới phần mô tả cho mình, sau đấy mọi người sẽ làm các nhiệm vụ trên Telegram của mình nhé. Ok, sau khi vào đây thì mọi người sẽ bấm bắt đầu cho mình. Rồi mọi người sẽ nhập mã captcha. Ok, sau khi mình nhập mã captcha thì mọi người sẽ bấm continue cho mình. Rồi, tiếp theo bấm vào Submit cho mình. Ok, ở đây mọi người sẽ join vào kênh group Telegram, sau đấy bấm Don cho mình nhé. Bấm tham gia cho mình. Con này hiện đã list ở trên PancakeSwap V2 mọi người nhé. Ở đây nó có contract trên sao này. Rồi quay trở lại này. Mọi người sẽ bấm Don cho mình. Rồi, tiếp theo là nhiệm vụ like một tweet tag 3 người bạn với copy cái dòng hashtag này cho mình nhé. Ở đây mình copy dòng hashtag này cho mình. Sau đấy mình mở Twitter lên. Ở đây mọi người sẽ bấm theo dõi cho mình này. Bấm theo dõi cho mình nhé. Rồi, sau đấy kéo xuống dưới này. Mọi người sẽ bấm thích này. Bấm một thích chấn tweet này. Mọi người sẽ copy 3 người bạn nhé. Mọi người sẽ tag 3 người bạn, sau đây tag cái hashtag vào cho mình. Mà tác 3 người bạn cho mình này. Ok, sau khi tác 3 người bạn thì mọi người sẽ bấm retweet cho mình nhé. Ok, sau đấy mọi người sẽ bấm tweet lại cho mình. Ok, bây giờ quay trở lại post tiếp tục này, làm nhiệm vụ tiếp theo. Ở đây mọi người sẽ copy một profile link kênh Twitter của mọi người, sau đấy gửi vào đây cho mình nhé. Ok, tiếp theo nó hỏi mọi người sẽ join vào kênh liên kết chưa thì mọi người kiểm tra. Mọi người join rồi thì mọi người sẽ bấm vào Don cho mình. Rồi, tiếp đến mọi người sẽ mở kênh Twitter, kênh liên kết đấy. Mọi người sẽ follow, like và retweet lại kênh liên kết cho mình nhé. Ở đây mọi người sẽ bấm theo dõi này. Sau đó mọi người kéo xuống này. Bấm thích này. Retweet lại kênh liên kết cho mình nhé. Tweet lại, ok. Quay trở lại bot tiếp tục. Bấm vào Z cho mình nhé. Rồi, địa chỉ ví mọi người sẽ dùng địa chỉ ví ETH hoặc địa chỉ ví BC ở ví Trust Wallet hoặc ví MetaMask cho mình nhé. Copy địa chỉ ví BSC hoặc địa chỉ ví ETH cho mình. Đây, hai địa chỉ này. Ok, sau đó quay trở lại. Mọi người sẽ gửi địa chỉ ví về cho mình nhé. Rồi. Và cuối cùng mọi người sẽ có link red mọi chia sẻ với bạn bè người thân nhé. Ở đây thì hiện tại kia hình như là bấm vào đây start iRoad group này. Ở đây hình như là cái dự án này nó không có red mọi nhá. Đây. Không có red nhá. Đấy. Dự án này không có red nên mọi người có thể yên tâm nhé. Ok, như vậy là mình hướng dẫn mọi người dự án nhận một token copy, core puppy. Tạm biệt mọi người, hẹn mọi người những video và dự án tiếp theo.